Tuần vừa rồi, chúng ta đã được theo dõi vòng thi đối mặt của hai ứng viên Võ Thành Huyên và Nguyễn Linh Chi với chủ đề tranh biện, bạn đồng tình hay phản đối ý kiến. Doanh nghiệp bây giờ phải thay đổi để phù hợp với thế hệ Gen Z. Không chỉ ứng viên mà các sếp cũng rất hào hứng, đưa ra nhiều góc nhìn thú vị. Hãy cùng xem kết quả ngay bây giờ để biết được ứng viên nào đi tiếp vào vòng trong và nhận được những offer hấp dẫn đến từ các... Máy tươi bảo ngọc cho ngày mới đầy năng lượng. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Cơ hội cho ai, Who Chance mùa thứ 5 và tôi là Tiến Dũng, người dẫn chương trình. Chương trình Cơ hội cho ai, một chương trình truyền hình thực tế hàng đầu về việc làm. Và thưa quý vị, chúng ta thường lên kế hoạch rất chi tiết cho lộ trình của mình. Từ đâu đến đâu, đi như thế nào, đi bằng phương tiện gì. Nhưng quan trọng nhất vẫn phải là bước đi đầu tiên để khởi hành hành trình đấy. Đến với Cơ hội cho ai, các bạn sẽ được tặng một bước đi đầu tiên để đến với hành trình đấy. Và không những thế, đây còn là một bước rất dài. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với 6 sếp của Cơ hội cho ai mùa thứ 5. Với mục tiêu phát triển Bảo Ngọc trở thành tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến thực phẩm, đồ uống và thương mại xuất nhập khẩu, chúng tôi đã luôn nỗ lực cải thiện chất lượng với nhiều hương vị mới, mẫu mã đa dạng, bao bì hấp dẫn nhằm thực hiện sứ mệnh nâng cao sức khỏe cộng đồng, mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng. Bằng sự tâm huyết và dày công nghiên cứu của đội ngũ marketing Andy, chúng tôi đã thành công trong việc kết hợp đưa các dược liệu quý vào sản phẩm tiêu dùng thiết yếu nhằm phòng ngừa bệnh tật và tốt cho sức khỏe. Chúng tôi luôn đề cao yếu tố làm việc bằng tất cả niềm đam mê. IV Moda đang bước vào giai đoạn chuyển mình bứt phá, trở thành một doanh nghiệp bán lẻ thời trang đạt chuẩn quốc tế hàng đầu ở Việt Nam. Chúng tôi đã và đang đầu tư và nâng cấp chất lượng sản phẩm, vốn là thế mạnh của thương hiệu. Sứ mệnh của công ty là giúp khách hàng tạo dựng phong cách bằng những tuyên ngôn thời trang của bản thân mình. Sự kiên trì, chính trực, không ngừng sáng tạo là những nền tảng cốt lõi để tạo ra những giá trị đích thực cho khách hàng và thương hiệu. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trên con đường tìm kiếm phiên bản tốt nhất của chính mình. Năm với tinh thần tiên phong và phụng sự, tập đoàn giáo dục Atlantic đã và đang theo đuổi sứ mệnh giáo dục Việt cho tương lai Việt. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng hàng triệu học sinh và tạo nên một thế hệ trẻ tự tin, hội nhập giàu có, thành công và hạnh phúc với tiếng Anh thành thạo và kỹ năng vượt trội. Đến với Cơ hội cho ai, tôi mong muốn tìm kiếm các nhân sự phù hợp với một tập thể đa ngôn ngữ, đa văn hóa, đa quốc tịch và không ngại thử thách. Tại DST chúng tôi có gì? Nghiên cứu khoa học và xuất bản sách. Sản xuất các chương trình truyền hình thực tế về thời trang và sắc đẹp. Không ngại khó khăn, trèo lên đỉnh cao vinh quang. Từng bước chinh phục địa hạt điện ảnh. Miệt mài lao động, tạo nên mỹ phẩm Việt cho người Việt. Các bạn đã sẵn sàng bứt phá cùng Dược sĩ Tiến. Chúng tôi là một nhà mạng công nghệ thế hệ mới. Chúng tôi làm một cuộc cách mạng về viễn thông. Tại Local, chúng tôi tập trung tạo ra những cái sản phẩm về dịch vụ số để giúp người dân trải nghiệm những cái chuyển đổi số về cuộc sống của mình. Cái yếu tố đầu tiên chúng tôi lựa chọn những ứng viên là chắc chắn nó sẽ phải là sự đam mê, chinh phục những cái mới. Các bạn phải thực sự là chính mình và các bạn sẽ nhận được rất nhiều lời khuyên nếu như các bạn thực sự chứng minh được mình là một người muốn phát triển trong những cái tổ chức của các sếp. Triết lý kinh doanh và sứ mệnh công ty DS Food rất đơn giản. Mang những sản phẩm gia vị sạch vùng miền đến với những người tiêu dùng trên cả nước và cả ra nước ngoài. Và mình cũng muốn mang đến cho các bạn trẻ một cái cơ hội làm việc trong DS Food. Công ty mình rất cần những bạn chăm chỉ, năng động. Mình nghĩ đối với các ứng viên thì mình thích nhất là cái tính trung thực, chăm chỉ và tất nhiên có cả sự thông minh. Đấy là những quan trọng nhất, còn kỹ năng thì có thể học sau. Có quan điểm cho rằng doanh nghiệp bây giờ cần phải thay đổi để phù hợp với thế hệ Gen Z. Bạn đồng tình hay phản đối ý kiến trên? Thì em không đồng ý với quan điểm này.
cần có sự đa dạng về thế hệ. Gen Z chưa phải là những cái tệp khách hàng cũng như là lực lượng lao động chính ở trong doanh nghiệp hiện nay. Gen Z theo chi định nghĩa sẽ là độ tuổi như thế nào? Là một thế hệ trẻ có tính tự chủ và trách nhiệm cao. Em phản đối ở chỗ đừng đổ lỗi cho Gen Z mà doanh nghiệp phải thay đổi. Hãy để doanh nghiệp tự thân thay đổi vì cái sự phát triển và cái mục tiêu của mình. Thì cái thay đổi đấy sẽ là gì? Đó là thay vì mình lên chấm công đều đặn thì mình phải giao cho các bạn ấy là sẽ tự do chấm công một chút, miễn là xong việc là được. Doanh nghiệp buộc phải thay đổi vì Gen Z. Bạn có biết vì sao không? Bởi vì Gen Z sẽ là lực lượng lao động chính của họ và Gen Z cũng là đối tượng khách hàng chính của họ. Thì anh nghe thấy là không cần quản lý theo giờ giấc mà quản lý KPI cho Gen Z đi trễ cũng được, đi sớm cũng được, đúng không? Nhưng mà mấy cái đấy nó đâu có gì mới đâu, Gen nào nó cũng vậy mà. Cái quan trọng là các bạn phải trả lời được câu hỏi là cái giá trị của Gen Z đem vào một công ty nó là cái gì? Thưa quý vị, ở tuần trước chúng ta đang chuẩn bị đến phần công bố kết quả xem ai là ứng viên được bước tiếp vào vòng chinh phục thì thời lượng lại hết. Nhưng không sao cả, bây giờ sẽ là thời điểm để chúng ta công bố xem ai sẽ là người bước tiếp vào vòng chinh phục. Và ngay sau đây, xin mời các bạn cùng hướng lên màn hình để theo dõi kết quả bình chọn từ các sếp. Xin mời. Ba trên bảy bình chọn cho bạn Võ Thành Nguyên và 4/7 bình chọn cho bạn Linh Chi. Đồng nghĩa là bạn Linh Chi đã đủ điều kiện để bước vào vòng chinh phục. Khi mà nhận kết quả thì tôi cảm thấy không bất ngờ lắm bởi vì cái phần trình bày của mình chưa được xuất sắc. Với việc gặp gỡ các sếp thì tôi đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm về quản trị nhân sự cũng như là về vấn đề giao tiếp nhân sự, đặc biệt là đối với Gen Z và những tư duy để có thể thay đổi được doanh nghiệp. Và nếu có cơ hội lần nữa thì tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn và chắc chắn sẽ giành được sự lựa chọn của các sếp. Và xin cảm ơn Nguyên rất nhiều đã đến với chương trình. Cảm ơn em. Và thưa quý vị, với 4/7 bình chọn thì bạn Linh Chi đã đủ điều kiện để bước vào vòng chinh phục. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng Linh Chi bước vào vòng chinh phục. Bây giờ em cứ làm một việc quan trọng mà em đã giành được một cách rất xứng đáng, đó là nhập mức lương kỳ vọng vào đây. Nào, xin mời em. Rồi, mức lương đã được gửi về hệ thống. Và mức lương này anh em mình sẽ giữ bí mật. Lát nữa anh sẽ tiết lộ mức lương này cho các sếp cũng như là quý vị khán giả. Còn bây giờ thì xin mời em trở lại sân khấu để chinh phục các sếp của chương trình. Xin mời em. Cho chị hỏi, trong quá trình học ấy, em tham gia quá nhiều các hoạt động. Vậy thì em đã học được gì từ những cái hoạt động đó? Cái hoạt động mà em cảm thấy học được nhiều nhất là khi mà em tham gia vào câu lạc bộ Hùng Biện Mầm Sóng. Câu lạc bộ có hai cái giá trị cốt lõi chính là sự học và sự tử tế. Em chọn đó là cái giá trị sống của mình luôn. Ở chương trình thiện nguyện là Cấy Nền Yêu Thương, một phần nhỏ của hệ sinh thái Cấy Nền, đồng hành với các bạn nhỏ ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Nghệ An suốt hơn 3 năm nay trong việc hỗ trợ giáo viên cập nhật thông tin học bổng, giới thiệu những cái chương trình học tập khác với giá trị là cấy tinh thần gieo giá trị cho các bạn thế hệ sau ạ. Em nói là em rất hiểu nỗi đau của chủ doanh nghiệp. Vậy thì cái nỗi đau mà em hiểu đấy là nỗi đau gì? Và em đã làm gì để xoa dịu những cái nỗi đau của người chủ doanh nghiệp mà em gia nhập? Cái nỗi đau mà em có thể thấy được đầu tiên, không chỉ là chủ doanh nghiệp mà bất cứ một ai ở trong cái xã hội này, họ đều có những cái vấn đề. Có những người họ chưa nhận ra được cái vấn đề của họ, có người thì nhận ra có thể là để chia sẻ với một ai đó, mà cũng có người nhận ra rồi cũng không dám chia sẻ với ai. Những chủ doanh nghiệp là họ cũng như những người bình thường, họ có những nỗi đau nhưng mà họ dám chịu một cái nỗi đau to hơn với người bình thường khi mà dưới họ có những cái nhân sự cấp thấp, rồi lo bao nhiêu công ăn việc làm, rồi lo những cái vấn đề về xã hội nữa, làm sao để cho cái cộng đồng phát triển. Đến với chương trình ngày hôm nay thì em nghĩ đây là bước đầu tiên để em có thể xoa dịu được cái nỗi đau, một trong những cái bước tiến nhỏ để em có thể cống hiến được cho các sếp cũng như là những cái doanh nghiệp ở trong cộng đồng. Em có nghe được một câu rằng là doanh nghiệp muốn phát triển thì chính cái nhân sự ở trong cái doanh nghiệp đó họ phải biết phát triển bản thân mình, họ yêu bản thân mình, họ yêu công việc thì tự khắc doanh nghiệp nó tự đi lên. Tức là em sẽ thấu hiểu giá trị tầm nhìn sứ mệnh của doanh nghiệp và truyền tải cái giá trị tầm nhìn sứ mệnh doanh nghiệp của người chủ đó đưa ra tới cho toàn bộ nhân sự mà em tuyển dụng và gia nhập.
đúng không? Dạ. Vậy thì theo chị đừng có biến nó trở thành nỗi đau. Dạ. Bởi vì bọn chị đã là chủ doanh nghiệp rồi, thì bọn chị thấy tất cả những cái trách nhiệm của mình ấy, sẽ trở thành một niềm hạnh phúc. Và mọi cái khó khăn ấy, thì bọn chị rất thích đối diện nó, thách thức nó. Và chị đã hiểu được cái vai trò của em rồi. Cảm ơn em. Một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ngành marketing, nhưng lại đang apply về vị trí phát triển nhân lực. Anh đang cảm thấy là đang phí phạm một cái nhân tài. Thực sự anh rất muốn là sẽ là người hỗ trợ em để em định hướng lại cái nghề nghiệp, cái đam mê của mình. Nên anh có một câu hỏi cho em. Em mô tả về cái mục tiêu, bức tranh về bản thân mình trong 5 năm tới. Em định hình con người của em trong 5 năm tới, ít nhất là vị trí trưởng phòng, một bộ phận là phát triển nhân sự ở trong doanh nghiệp. Ở đó thì những cái con người mà đồng hành cùng em suốt những 5 năm qua, họ được thoải mái trong công việc, họ thực sự yêu cái môi trường mà họ làm. Trình độ tiếng Anh của em đi nào. Dạ, về trình độ tiếng Anh của em thì đang hơi yếu, nên là hiện tại em mới đăng ký thêm khóa học tiếng Anh buổi tối để mình bổ túc và cải thiện năng lực. Do thời gian vừa qua thì em chưa thực sự tập trung vào tiếng Anh và em biết nó là quan trọng, nên em bây giờ đã trả góp và đi đăng ký học ngay và luôn ạ. Thế tại sao trong quá trình học đại học em tham gia quá nhiều khóa học và quá nhiều câu lạc bộ, trong khi đó tiếng Anh là một thứ mà gần như là bắt buộc của thế hệ Gen Z, thì em lại không tập trung trong cái thời gian em là sinh viên? Suốt 4 năm nay thì em luôn đi học, chứ không phải là em không học, mà do cái cách học của mình nó chưa đủ để mình kiên trì theo đuổi cái mà mình vạch ra. Thế thì cái trình độ tiếng Anh đến bây giờ mà sau một thời gian bạn đi học buổi tối, nó đã cải thiện đến mức nào rồi? Dạ, em mới đăng ký học được 3 tuần nay nên là cũng chưa thực sự có cải thiện, nhưng mà ít ra em dám tự mình chịu trách nhiệm với việc học của mình. Mình tự đăng ký một gói trả góp đến hơn một năm sau để mình phải bắt buộc học. Đó là một cái con đường rõ ràng em phải thay đổi ạ. Em có muốn gia nhập làm trong phòng nhân sự của bên chị đang quản lý khoảng 250 người ở nước ngoài đến từ 10 quốc gia, và em cũng có thể được support một khóa học mà không cần phải trả góp nếu mà em làm việc tại phòng nhân sự của bên chị, và hoàn toàn có lộ trình để cho em bước tới làm trưởng phòng. Bản thân em thì em chọn khu vực Hồ Chí Minh để em phát triển con người. 4 năm nay em thấu hiểu được cái sự gọi là con người mình nó phù hợp với cái môi trường văn hóa ở trong này. Anh thì thực ra là anh cũng đang rất là băn khoăn. Anh nhìn lại về cái giai đoạn mà anh 22 tuổi giống như em ấy, thì thực tế anh cũng chưa định hình được cái bức tranh của anh. Anh không nghĩ, không bao giờ anh tưởng tượng được là có một ngày anh ngồi như thế này. Và anh thì muốn giúp em để đi một con đường ngắn nhất, nhanh nhất. Nên là anh rất muốn có thể hỗ trợ trong việc mà định hướng cho em về công việc. Anh nghĩ là nếu như em không đi theo con đường về phát triển truyền thông thương hiệu, đặc biệt em cũng đang làm trong một tổ chức về phát triển thương hiệu đúng không? Mà lại không đi theo con đường này là phí. Và anh muốn sẽ là người đồng hành với em trong cái con đường mà khai phóng tiềm năng của em. Đèn xanh này cho em thì là trong lĩnh vực về phát triển thương hiệu, chứ không phải là phát triển về nhân lực. Chị thì không đồng ý quan điểm của anh Hiếu lắm. Bởi vì khi em đã học 4 năm đại học, và trong hành trình 4 năm đại học thì chị thấy em quá say mê vào các hoạt động về con người. Và chắc chắn em đã phát hiện ra cái con người mình, tình yêu nó đặt vào đâu rồi. Và quan trọng là nếu em đã phát hiện ra được tình yêu của mình là nhân sự, thì hãy vẽ cho mình một cái lộ trình bắt đầu từ nhân viên cho đến giám đốc nhân sự. Cái này thì em cũng phải ý kiến với chị Lan, làm marketing là làm rất nhiều những cái hoạt động liên quan đến nhân sự. Thay vì làm với vài trăm nhân sự nội bộ hoặc là các thứ, thì làm việc với hàng triệu nhân sự, hàng triệu khách hàng. Mình phải hiểu được khách hàng của mình thì mình mới có thể làm tốt cái vai trò này được. Nên anh Viện nói với em là yếu tố nhân sự trong việc mà làm marketing cũng rất quan trọng. Anh thì anh ủng hộ ý kiến của chị Lan. Mặc dù em học marketing nhưng mà anh nghĩ là với những gì anh nhìn thấy ở em á, thì em cũng hợp với cái công việc nhân sự hơn, với cái tính cách của em chẳng hạn. Thì nếu mà em về với anh, em sẽ vừa là trợ lý công việc của anh, và vừa là quản lý talent, là quản lý anh với tư cách là một nghệ sĩ cùng với các bạn nghệ sĩ trong công ty của anh. Và đồng thời nếu em còn say mê với marketing, em có thể tư vấn về marketing cho anh luôn. Em trai em đang học cao đẳng đúng không? Anh tài trợ hết học phí của bạn. Thứ hai, anh trả luôn cái tiền góp khóa tiếng Anh cho em.
và anh sẽ là cái người trực tiếp hướng dẫn em cái cách học tiếng Anh sao cho nó hiệu quả. Và thứ ba, anh sẽ cùng em và các bạn nghệ sĩ trong công ty anh đi về Hà Tĩnh quê em để làm từ thiện. Ứng viên này là số tiền bắt đầu chơi lớn rồi. Như vậy là bạn đã có 3 đèn xanh để đủ điều kiện bước vào vòng cơ hội cho ai. Xin chúc mừng bạn Linh Chi. Bây giờ tôi muốn các sếp hãy thể hiện các offer của mình cụ thể bằng con số. Được. Trước khi chúng tôi công bố các offer của các sếp thì chúng tôi muốn cho quý vị xem cũng như là các sếp xem mức lương kỳ vọng của bạn. Xin mời mức lương kỳ vọng. $12 triệu. Tôi nghĩ là một cách đặt vấn đề cũng rất là vừa phải bởi vì là bạn 22 tuổi vừa ra trường. Xin mời offer đầu tiên. $12,868,686 đến từ sếp Nguyễn Trung Hiếu với vị trí là nhân viên marketing ở miền Nam. Sếp Hiếu vẫn cho rằng là với một thành tích học tập như thế này thì rất nên tận dụng cái kiến thức về công việc marketing đấy để áp dụng trong thực tế. Chúng ta đến với offer tiếp theo. Xin mời. $12,500,000 đến từ sếp Ngọc Lan và vị trí là nhân viên nhân sự. Một vị trí công việc khá là trùng với lại mong muốn về công việc của bạn trong tương lai. Và mức lương thì cũng vượt qua mức lương kỳ vọng của bạn. Sau đây sẽ là một offer cuối cùng, một offer mà chúng tôi rất hồi hộp đến từ sếp Tiến. $13,456,789. Đấy là offer từ sếp Phạm Minh Hữu Tiến với vị trí là trợ lý giám đốc và quản lý talent. Như vậy là bạn đã có cả 3 offer đều vượt qua mức lương kỳ vọng. Tức là bạn có thêm một cơ hội nữa là mình sẽ ra trao đổi cùng với 3 sếp để xem chọn ra đâu là offer mà bạn thấy phù hợp nhất và chốt deal. Em muốn dành câu hỏi cho sếp Hiếu là với vị trí marketing mà sếp Hiếu hướng đến thì có đòi hỏi nhiều về digital marketing không ạ? Cái vị trí này đầu tiên tôi chia sẻ với bạn, đây là vị trí junior. Bạn sẽ bắt đầu có một cái quá trình học rồi và bây giờ bạn sẽ hành. Bạn sẽ được thực hiện những cái bắt đầu những cái công việc mà bạn được học trên nhà trường, bạn sẽ được áp dụng thực tế. Và đối với cái vị trí này chủ yếu liên quan đến việc phát triển về thương hiệu, phát triển về sản phẩm nhiều hơn là digital. Em muốn dành câu hỏi thứ hai dành cho sếp Tiến. Công ty của mình có bắt buộc cố định thời gian làm không ạ? Công ty của anh thì có bắt buộc thời gian cố định làm, nhưng mà sẽ là ở các vị trí thiên về sản xuất. Ví dụ như là ở nhà máy xí nghiệp thì bắt buộc phải có giờ giấc dậy rồi. Nhưng riêng đối với cái vị trí của em là trợ lý giám đốc và quản lý talent á, thì không có bắt đi làm sáng vô check in rồi chiều vô check out. Nhưng mà cũng chính vì vậy cái công việc của em nhiều khi nó cũng sẽ không có giới hạn về thời gian. Nhiều khi nửa đêm cũng sẽ có người gọi em, hoặc là em đang ở nhà cũng có người gọi em. Nhưng mà không nhất thiết ngày hôm nào em cũng sẽ cần phải đến công ty. Dạ, em cảm ơn sếp Tiến ạ. Em biết được sếp Lan là một người hướng đến người trẻ khá là nhiều. Điều gì mà thôi thúc sếp Lan nghĩ rằng em có thể có năng lực mà sếp Lan chọn em? Là bởi vì bạn có giám đốc nhân sự, có các trưởng phòng, và họ đã có tất cả những quy trình tiêu chuẩn, kinh nghiệm làm việc hàng vài chục năm cả với người nước ngoài và người Việt, cũng như là rất nhiều các hoạt động văn hóa trong công ty. Thì ở đó em sẽ học được rất nhiều để có thể trưởng thành. Nếu như bước trong trường đại học em đã học marketing và em va chạm với các hoạt động của mình, cũng như là có một chút kinh nghiệm ở trong cái học viện của em ấy, thì môi trường Atlantic sẽ là đại học lớn nhất để em có thể tốt nghiệp ngành quản trị nhân sự. Anh nghĩ là với một cái sinh viên vừa mới ra trường ở ngành marketing chẳng hạn, thì cái việc em đi làm trợ lý cho anh sẽ giúp cho em thấy được, thứ nhất, các chiến dịch marketing thực sự cho các brand và các nhãn hàng đang được làm như thế nào. Cái thứ hai, các chiến dịch marketing và truyền thông
đã được ứng dụng cho các sản phẩm nghệ thuật hoặc là các hoạt động của showbiz như thế nào, và em sẽ có một cái nhìn hoàn toàn khác về truyền thông so với những gì trước đây mà em đã học. Bây giờ trước tiên em hãy chọn ra hai offer, và với hai offer này thì một là em sẽ chọn ra một offer để mình tiếp tục, hai là em có thể dùng quyền thương lượng với hai offer đấy. Em chọn sếp Lan với sếp Tiến ạ. Sếp Lan và sếp Tiến, vâng. Cái việc mà làm việc mà không cố định như vậy á, thì có hay phát sinh vào việc buổi tối hoặc là những ngày cuối tuần nhiều không ạ? Có nghĩa là nếu mà công việc giao cho em thì nhiều khi 2 giờ sáng em đang ngủ vẫn có tin nhắn giao, nhưng mà không bắt em phải thức dậy ngay lúc đó để em làm. Mà bởi vì anh thường thức làm khuya cho nên anh sẽ nhắn giao việc cho các bạn vào khuya. Sáng các bạn thức dậy các bạn chuẩn bị vẫn được. Hầu như sẽ chả có công việc nào gấp để mà em phải thức cả đêm để làm cả. Tuy nhiên với công việc của anh nói ví dụ, sẽ có những ngày đi quay, sẽ có những ngày đi công tác. Thì nếu những ngày đó mà có liên quan nhiều tới những công việc của khối văn phòng thì anh sẽ cần bạn trợ lý là em đi theo. Để có gì thậm chí em chỉ cần hội ý và anh chỉ đạo, sau đó em làm ngược và gửi về cho các bạn ở văn phòng. Cái này thì chính anh cũng không biết trước được là cái thời gian nó sẽ như thế nào. Và đặc biệt là có ngày cuối tuần hay không thì anh cũng không có dám hứa chắc với em luôn. Khi em vào học môi trường Atlantic, với mức lương hiện tại của em, hoàn toàn có thể nhờ Atlantic đưa em của em đi du học tại Nhật Bản hay Hàn Quốc. Vậy thì bạn hoàn toàn có một cái nhìn rộng hơn cho chính cả em mình và mình. Chị Lan nói là với mức lương mà 12 triệu rưỡi em sống ở Hà Nội em có thể đưa cho em trai mình đi du học được. Thì anh nghĩ là cái mức lương của anh mà em sống ở Sài Gòn cũng dư sức đưa em trai em đi du học bằng công ty của chị Lan rồi. À đúng rồi, tại sao? Tại sao lại không? Nào, thôi hãy cho anh biết quyết định của em đi, mặc dù anh biết là em bị các sếp... Bởi vì em biết như này này, khi nhiều. Bạn làm cho chị thì chị hoàn toàn lo cho bạn ấy tiền mà em trai. Thì bây giờ chị vì em, chị giúp em đi. Thì được thôi không? Hai chị em mình ký dạ, với nhau. Okay. Đó rồi đó, chị hứa rồi đó em. Tức là chị hoàn toàn anh ấy tài trợ và phải trích bằng lương của em trả hàng tháng. Nào, xin mời bạn ứng viên, bạn phải là người quyết định thôi. Dạ, sau nhiều cân nhắc thì em quyết định. Với anh Tiến. Và xin chúc mừng Tiến. Và xin chúc mừng Linh Chi. Thông qua cái cách mà bạn trao chuốt ngoại hình, thông qua cái năng lượng bạn tỏa ra qua cái việc giao tiếp bên ngoài, thì Tiến cảm nhận đây là một bạn có cái trái tim lương thiện. Đối với Tiến cái điều này nó hết sức quan trọng. Và đó là lý do tại sao một trong các offer của Tiến đối với Linh Chi đó là sẽ về Hà Tĩnh để làm từ thiện cùng bạn. Bởi vì Tiến đọc trong CV là bạn đã từng có làm các hoạt động từ thiện ở Hà Tĩnh rồi. Vậy thì với một con người mà biết đau trước cái nỗi đau của người khác, một người mà biết sống vì người khác và luôn hướng tới những cái việc làm thiện như vậy, thì Tiến nghĩ cũng sẽ là hợp với Tiến. Bởi vì với những cái nguồn năng lượng tích cực như vậy thì Tiến chỉ cần hướng cho bạn làm đúng và phát triển hết cái khả năng của bạn. Thì cơ bản là Tiến nghĩ là cái nguồn nhân sự này sẽ là cái nguồn nhân sự mà Tiến có thể tin cậy. Tiến dám tự tin để mà đưa ra những cái offer thậm chí là có thể đang cao hơn mức hiện tại của các bạn nhân viên ở tại cơ sở. Và Tiến rất hy vọng, rất mong là các bạn sẽ thấy điều đó. Bởi vì khi các bạn thấy như vậy, các bạn sẽ biết được rằng là chỉ cần năng lực các bạn tăng cao chứ không có ngại nói điều đó với các bạn. Tại vì nếu như bây giờ các bạn đang nhận chưa bằng những cái bạn ứng viên ở đây chỉ mới xuất hiện một lần mà Tiến đã cho nhiều quyền lợi như vậy, thì các bạn hãy cố gắng hơn. Ở chỗ của Tiến, cơ hội, quyền lợi là không có giới hạn. Thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với nghi thức ký thỏa thuận hợp tác giữa sếp Tiến và Linh Chi. Vâng, xin chúc mừng sếp Tiến và xin chúc mừng bạn Linh Chi. Vậy là tới anh phấn đấu nha. Anh vẫn còn phải cố gắng đây. Ok. Ngay sau đây sẽ là màn đối đầu giữa cặp ứng viên Đỗ Văn Biên và Trần Vĩnh Nghiêm. Văn Biên có hơn 8 năm kinh nghiệm làm quản lý trong ngành bán lẻ về điện máy, công nghệ, thực phẩm. Vĩnh Nghiêm có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm và đạt được một số thành tích nổi bật. Cả hai sẽ cùng tranh biện qua chủ đề. Bạn có đồng ý với quan điểm trung niên nên tập trung tích lũy thay vì cạnh tranh với giới trẻ? Mỗi người dù ở giai đoạn nào, trung niên hay giới trẻ, thì cũng sẽ phải có những cái sự cạnh tranh và phát triển hàng ngày. Vậy thì nếu chẳng may tới một cái giai đoạn nào đó mà cái doanh nghiệp công ty không còn đảm bảo được công việc của họ, thì lúc đó họ sẽ như thế nào?
đôi khi với anh như thế này là đủ, với người khác như kia lại chưa đủ. Chủ đề mà chương trình đưa ra rất dễ gây đánh lừa các bạn. Ứng viên nào sẽ có cơ hội giành được những mức đãi ngộ tuyệt vời từ các sếp? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Chúng ta sẽ đến với cặp ứng viên tiếp theo bước vào vòng đối mặt. Xin mời. Đỗ Văn Biên, 32 tuổi đến từ Nam Định, tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. 10 năm kinh nghiệm trong ngành bán lẻ, các lĩnh vực điện máy, công nghệ, thực phẩm, trong đó có 8 năm ở vị trí quản lý trực tiếp vận hành nhiều chi nhánh ở các tỉnh thành khác nhau. Top quản lý có năng lực cao năm 2019-2020 của một tập đoàn bán lẻ lớn tại Việt Nam. Trong quá trình làm việc cả 10 năm qua thì ngày nào tôi cũng nỗ lực và không ngừng cố gắng. Có những thời điểm gặp khó khăn trong công việc thì tôi đã nhìn lại cả cái quá trình mình bắt đầu nên không bao giờ tôi bỏ cuộc trước những cái khó khăn. Càng khó khăn thì tôi càng nỗ lực và cố gắng phát triển trong tương lai. Sắp tới giờ ra sân khấu thì hiện tại tâm trạng của tôi khá là hồi hộp và tôi cũng đã chuẩn bị cho mình một cái tinh thần rất là quyết tâm để làm sao có thể vượt qua được cái thử thách chinh phục các sếp. Trần Vĩnh Nghiêm, 27 tuổi đến từ Kiên Giang, tốt nghiệp chuyên ngành bảo hiểm tại Đại học Lao động Xã hội, hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính bảo hiểm, hơn 2 năm giữ vị trí quản lý khu vực, mở rộng thị phần, nâng cao trải nghiệm khách hàng và thương hiệu công ty. Năm 2021-2022 đạt danh hiệu khu vực vượt doanh thu, nhân viên tiêu biểu của công ty, luôn nằm trong top nhân viên có doanh thu khai thác mới cao nhất. Ngoại ngữ tiếng Anh. Khi quyết định tham gia chương trình Cơ hội cho ai mùa thứ năm thì muốn biết xem là khả năng của mình nằm ở đâu và vị trí của mình đang ở đâu trong thị trường lao động Việt Nam. Tôi có một cái câu phương châm sống là nếu bạn nghĩ thì phải nghĩ lớn, còn nếu bạn làm thì hãy làm từ những thứ nhỏ bé nhất. Bởi vì sự nghiệp mỗi người giống như chúng ta leo lên cầu thang vậy đó, từng bước, chậm rãi chắc chắn và chắc chắn sẽ vươn được đến đỉnh cao. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến tất cả các sếp. Em xin tự giới thiệu, em là Đỗ Văn Biên, năm nay em 32 tuổi và em đến từ Nam Định. Thì trước đây em là một con người rất là nhút nhát và ít nói, sống phụ thuộc vào gia đình. Tuy nhiên sau một biến cố về kinh tế của gia đình vào năm 2013, đúng với thời điểm em vừa ra trường thì em đã thay đổi một cách hoàn toàn. Em tìm cho mình một công việc ở vị trí nhân viên tư vấn bán hàng trong một chuỗi hệ thống siêu thị điện máy. Từ đó thì em không ngừng nỗ lực phấn đấu và chỉ sau một năm em thăng cấp lên vị trí giám sát ngành hàng. Sau đó là em lên các vị trí cao hơn như quản lý và quản lý vùng. Nay em đến đây để tìm kiếm cho mình một cơ hội bứt phá bản thân và mong muốn được cống hiến và đem lại các giá trị cho doanh nghiệp của các sếp. Em xin cảm ơn ạ. Lời đầu tiên, em xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến các sếp ngày hôm nay. Em xin được tự giới thiệu, em tên là Trần Vĩnh Nghiêm. Em đã có hơn 5 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính bảo hiểm và hơn 2 năm giữ vị trí quản lý khu vực của ngành kinh doanh bảo hiểm. Và em hay gọi mình là Mr. 5 năm, bởi vì cứ sau 5 năm em sẽ tự định hướng, tự xem xét lại hành trình bản thân của mình trong khoảng thời gian đó và biết mình là trong 5 năm tiếp theo mình muốn làm gì. Và khi đến với chương trình ngày hôm nay, em muốn thoát khỏi được cái miệng giếng an toàn, chớp cơ hội vàng, sẵn sàng bứt phá để chứng minh được mình là một trong những ứng viên sáng giá của chương trình. Nếu các sếp muốn tìm một người mở rộng kinh doanh, nâng cao chăm sóc trải nghiệm khách hàng thì em Trần Vĩnh Nghiêm là một trong những ứng viên sáng giá của các sếp ạ. Và hai bạn sẽ bước vào vòng đối mặt và các bạn sẽ phải tranh biện với nhau theo một chủ đề mà chương trình đưa ra. Sau đây sẽ là chủ đề của chương trình. Bạn có đồng ý với quan điểm trung niên nên tập trung tích lũy thay vì cạnh tranh với giới trẻ? Và sau đây, hệ thống đèn của trường quay sẽ chọn ngẫu nhiên một bạn sẽ trình bày trước quan điểm của mình. Như vậy người trình bày trước sẽ là bạn Đỗ Văn Biên. 2 phút dành cho bạn Biên bắt đầu. Thứ nhất là em không đồng ý với quan điểm trên. Vì theo em khái niệm về tích lũy nó rất là rộng. Có thể về tích lũy về sức khỏe, về tinh thần, về tiền bạc. Có thể ở đây, mỗi giai đoạn của mỗi người sẽ có những cái mục tiêu tích lũy khác nhau. Và thực tế hiện nay cũng đã thấy rất nhiều bạn trẻ đã có những cái chủ động tích lũy cho mình ngay từ bây giờ. Đó, ngoài ra thì theo em kể cả những người ở độ tuổi trung niên hiện nay cũng đang tích lũy theo những cái mục tiêu và những cái định hướng của mỗi người. Tích lũy thì nó sẽ phụ thuộc theo tùy từng hoàn cảnh và mục tiêu khác nhau.
Ngoài ra thì cạnh tranh ở đây thì em cũng suy nghĩ theo cái hướng tích cực, nghĩa là mỗi người dù ở giai đoạn nào, trung niên hay giới trẻ, thì cũng sẽ phải có những cái sự cạnh tranh và phát triển hàng ngày. Chúng ta phải có những cái định hướng và kế hoạch, mục tiêu cho gia đình, cho bản thân và cho xã hội. Nên cái việc chúng ta cần tích lũy và cạnh tranh, em nghĩ nó không phụ thuộc ở độ tuổi và giai đoạn nào hết. Giai đoạn nào cũng sẽ cần phải tích lũy và phải cần cố gắng phát triển để đóng góp cho bản thân mình phát triển hơn, cho gia đình và cho xã hội nữa. Kinh tế càng ngày càng đi xuống và cái sự tích lũy càng ngày càng thấp, thì nếu mà người trung niên họ không cố gắng cạnh tranh với người trẻ, họ ít cơ hội hơn. Vậy thì nếu chẳng may tới một cái giai đoạn nào đó mà cái doanh nghiệp công ty không còn đảm bảo được công việc của họ, thì lúc đó họ sẽ như thế nào? Tích lũy đối với anh nó sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh và ở mục tiêu của mỗi người, chứ không phải là tất cả những người trung niên người ta đều phải có một mục tiêu như nào đó để phấn đấu, mà đôi khi với anh như thế này là đủ, với người khác như kia lại chưa đủ. Đó, nên với anh thì tất cả mọi người ở bất kể giai đoạn nào cũng có thể tích lũy và phải vẫn phải cạnh tranh làm việc hàng ngày. Giả dụ nếu anh 10 năm nữa mà anh gặp một cái bạn mà nhỏ anh 10 năm nữa, người ta có kiến thức, người ta có kỹ năng, người ta cũng có những trải nghiệm cũng gần giống như mình, họ thay thế vị trí của mình, thì cái cảm giác của anh lúc đó sẽ như thế nào? Như anh nói rồi, bản thân anh sẽ có nhu cầu khác của những bạn trẻ khác. Các bạn có nhu cầu thăng tiến phát triển về mảng nào đó. Nhưng với anh, hiện tại anh đã trải qua một giai đoạn tích lũy, và cái sở trường của anh như nào và cái định hướng của anh cho bản thân và gia đình trong vài năm tới như nào, thì đối với anh như thế là đủ, là đã tích lũy đủ. Chứ anh không nhất thiết anh phải đi cạnh tranh với các người khác. Đôi khi cạnh tranh với người khác thì sẽ làm cho mình thêm cái áp lực, mà làm mất đi cái mục tiêu ban đầu của mình. Nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung. Và sau đây sẽ đến phần trình bày quan điểm của bạn Trần Vĩnh Nghiêm, và 2 phút dành cho bạn bắt đầu. Với quan điểm của em thì em cũng là đồng tình nhưng không hoàn toàn. Bởi vì theo một nghiên cứu, ở độ tuổi trung niên là từ 40 tới 60 thì chúng ta có một sự bào mòn về trí lực cũng như thể lực. Những người ở độ tuổi trung niên họ rất quan tâm tới việc là tích lũy tài sản cũng như tích lũy về mặt kiến thức sau này để họ có thể cạnh tranh cũng như họ có thể là phát triển hơn nữa trong lĩnh vực của họ. Theo Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa ở Việt Nam thì là có tới 27% những người ở trong độ tuổi trung niên là sau khi nghỉ hưu họ có tích lũy lo cho bản thân của mình, còn tới 73% họ không có tích lũy và họ phải sống phụ thuộc vào con cái hoặc là làm những cái công việc mà không phải đúng chuyên môn của họ. Em nghĩ là người trung niên cần phải có cái sự thay đổi về nhận thức cũng như là khái niệm về thành công và chiến thắng. Như trong câu hỏi, người trung niên và giới trẻ nó đã bật ra ưu và nhược điểm. Người trung niên chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta có trải nghiệm, người giới trẻ thì có sức khỏe, có cái sự nhiệt huyết. Nhưng mà không phải lúc nào sự nhiệt huyết, sức khỏe nó cũng giải quyết được những công việc, và đặc biệt là những công việc nó cần có cái kinh nghiệm xử lý hoặc là đối mặt với những cái trường hợp khó khăn thì cái người trung niên cũng nên được ưu tiên. Với tình hình phát triển khoa học công nghệ thì người trung niên phải học tập và tích lũy thêm về kiến thức cũng như là kỹ năng để cạnh tranh được với những người trẻ sau này. Theo em thì những người trung niên người ta tích lũy, nhưng mà ở một trường hợp mà người ta tích lũy không thành công thì có phải họ thất bại vậy không? Theo em thì nếu người trung niên họ tích lũy không thành công thì cũng không hẳn là thất bại, bởi vì cứ mỗi lần chúng ta va vấp đó là một sự trải nghiệm, và em nghĩ là không có ai là chậm hết. Em có đọc một câu chuyện là người sáng lập của KFC họ trở thành tỷ phú khi họ đã ngoài 80. Giới trẻ có cần tích lũy ngay từ bây giờ hay không? Và các bạn nên tích lũy những cái gì? Em nghĩ là giới trẻ lúc nào cũng cần nên tích lũy. Và thứ chúng ta có là gì? Chúng ta có sức khỏe, chúng ta có thể điều chỉnh, chúng ta sắp xếp được thời gian biểu chúng ta. Và chúng ta thứ tích lũy cần nhất chính là kiến thức và kỹ năng. Cảm ơn hai bạn đã có cái phần tranh luận rất là hay. Tôi đánh giá với cái chủ đề mà chương trình đưa ra rất dễ gây đánh lừa các bạn. Cái đầu tiên ý, nói là tích lũy nhưng không nói rõ là tích lũy gì. Tôi thấy là bạn ở Biên có nhắc về vấn đề này. Mình phải đặt ra đây là tích lũy tài sản, tích lũy kiến thức hay là tích lũy một cái kỹ năng hay một cái gì đó. Cũng phải nói rõ là tích lũy cái gì. Và cái thứ hai thì làm thế nào để tích lũy thì không thấy chương trình có nhắc đến. Và thực ra tôi lại có một câu hỏi khá thú vị. Câu hỏi này thì lại dành cho anh Dũng. Em cũng muốn anh chia sẻ về quá trình khởi nghiệp của mình. Theo như những cái gì em biết thì anh cũng khởi nghiệp trong quá trình trung niên đúng không ạ? Thì nếu như rõ ràng là đây là một minh chứng sống để chúng ta biết thấy rằng là đâu phải là trung niên là phải tích lũy đâu. Trung niên cũng có thể bắt đầu những cái gì đấy mới. Em thì em có quan điểm là kể cả đến trung niên em vẫn chiến đấu chị Lan ạ. Nhưng em ơi, nếu nó là một cái tỷ lệ đặc biệt ấy, ví dụ bây giờ đếm trên thế giới là có bao nhiêu người 60 tuổi giống sếp Dũng, quá ít, và đấy nó sẽ không được gọi thành câu chuyện chung chung. Mình là qua trung niên rồi. Thực ra cái tuổi tác nó chỉ là con số. Nếu mà ta sống lành mạnh, ta sống khỏe mạnh,
thì ta có thể vẫn đến tuổi cao vẫn thấy vẫn làm việc tích cực. Bên thế giới rất nhiều người ta tuổi cao vẫn làm việc mà thấy vui mỗi ngày, vì thực ra khi làm việc nó mang niềm vui cho ta. Còn nếu ta không làm việc ấy thì ta sẽ gọi già đi. Em tiếp ý của anh Dũng thì em nghĩ như này, thực ra anh em mình cần phải có định nghĩa rõ ràng về vấn đề thế nào là trẻ và thế nào là già. Đại ca của em cũng có một cách tính khác. Anh ấy cho rằng là thực ra một cơ thể thế nào là trẻ, một cơ thể thế nào là già. Một cơ thể trẻ tức là đồng hóa nhiều hơn dị hóa, tức là tế bào sinh ra nhiều hơn tế bào chết đi, tức là nhìn chung nó là những cơ thể nó vẫn có cái mới. Còn cơ thể già tức là dị hóa nhiều hơn đồng hóa, tức là những cái tế bào chết đi nhiều hơn là tế bào được sinh ra. Từ đó ông ấy rút ra một kết luận rằng chừng nào còn làm được ra cái mới, vẫn có cái mới thì vẫn là trẻ. Còn chừng nào mà không làm ra cái mới thì tức là lúc đó đã già. Vậy thì suy ra một bạn dù có kể cả là đang 20 tuổi nhưng bạn chả làm ra cái gì mới cả, bạn làm theo những thứ đã có sẵn thì bạn đang già ở ngay chính tuổi 20. Còn lại có những ông 80 tuổi, 90 tuổi vẫn nghĩ ra những cái mới, vẫn làm ra những cái mới hàng ngày. Đấy thực ra vẫn là trẻ. Thì anh em mình nếu nhìn theo quan điểm về già và trẻ về vấn đề công việc thì em nghĩ là đấy là một cái góc nhìn rất thú vị mà của đàn anh của em chỉ cho. Và từ đợt đấy xong thì em thấy lúc nào mình cũng trẻ. Vì ngày nào mình cũng làm ra một cái gì mới đấy, một kịch bản mới, một bài hát mới, một cái ý tưởng mới. Nên lúc nào cũng cảm thấy trẻ là vì thế. Nên thi thoảng hay chành chọe với con là vì thế. Cùng với các công ty mình ấy, trẻ nhất là bắt đầu vào 2002. Nhưng các bạn vẫn bảo mình là người trẻ nhất trong công ty. Vì mình mang lại năng lượng cho các bạn. Mình lúc nào cũng suy nghĩ rất là tích cực. Mình khởi nghiệp 4 lần. Lần đầu tiên là thời mình mới tốt nghiệp đại học. Nhưng mà lần này mình thấy vui nhất. Mọi cái khó khăn ấy, nó chả là gì cả. Ngày xưa dụ mình trẻ, mình gặp một khó khăn, mình thấy lo âu, mất ăn, mất ngủ, bây giờ bình thường. Không vấn đề gì, ngày mai giải quyết. Mà cuối cùng vẫn giải quyết được. Thực ra ta suy nghĩ tích cực ấy, thì não nó sẽ sinh ra tế bào mới, như em nói. Tức là não còn hoạt động để sinh tế bào mới, và sinh tế bào mới là ta còn trẻ. Còn ta không suy nghĩ nữa, thì tế bào sẽ chết dần đi, và ta thành người già. Phần trình bày vừa rồi của hai bạn là một phần tranh luận. Tôi nghĩ rằng rất rõ ràng từ cả hai phía là các bạn đưa ra những luận điểm rất rõ ràng. Tôi có một câu hỏi dành riêng cho bạn Nghiêm, là bạn nói rằng bạn là Mr. 5 năm đúng không? 5 năm một lần bạn lại có một cái kế hoạch mới hay là một cái lộ trình mới cho bản thân mình. Gần 10 năm rồi là 2 lần 5 năm của bạn, thì cái thứ mà bạn thấy rằng bạn tích lũy được có giá trị nhất trong khoảng gần 10 năm vừa rồi nó là cái gì? Với em, cái thứ mà em tích lũy gọi là quan trọng nhất và em đáng tự hào nhất đó là những cái trải nghiệm của em ở trong cái công việc mà mình được học và mình được làm. Liên quan tới cái chủ đề á, là có nói về cạnh tranh của vì tuổi trung niên nên tập trung vào tích lũy hơn là cạnh tranh với tuổi trẻ, đúng không? Thế thì nếu mà các bạn ở cái lứa tuổi mà trẻ hơn á, các bạn có thể nhìn ngược lại, nếu mà các bạn nói là các bạn cạnh tranh với tuổi trung niên thì các bạn thấy là các bạn có lợi thế gì và các bạn có cái thử thách gì? Vâng, theo em thì các bạn trẻ hiện nay thì sẽ có những cái lợi thế cạnh tranh so với những đối tượng ở tuổi trung niên. Thứ nhất là các bạn đang được tiếp cận những cái nền giáo dục nó tiên tiến hơn. Ngoài ra được tiếp cận những cái nền công nghệ và mạng xã hội hay là mọi thứ về kiến thức hiện tại thì nó cũng sẽ đầy đủ hơn ở thế hệ trung niên đằng trước. Cũng một phần cũng sẽ có những cái thử thách. Như các bạn giới trẻ bây giờ thì lại thiếu những cái sự trải nghiệm và kinh nghiệm nhiều như ở độ tuổi trung niên. Nên đôi khi cái công việc hay những cái định hướng của các bạn sẽ không được chắc chắn và ổn định như những đối tượng ở tuổi trung niên. Dạ, em cũng đồng ý với quan điểm của chỗ anh Biên, nhưng em cũng xin bổ sung thêm. Thì giới trẻ tụi em thì ngoài sức trẻ nhiệt quyết ra thì tụi em còn có một cái được gọi là hoàn cảnh của xã hội cho phép tụi em nhiều hơn. Trong một cái thời đại mà thị trường mở, mọi thứ đều là thế giới phẳng, thì người trẻ sẽ dễ tiếp cận với vấn đề hơn người tuổi trung niên. Và ngược lại với người tuổi trung niên, chúng ta sống để chúng ta trải nghiệm và chúng ta tích lũy kinh nghiệm từ đó. Và đó là điểm mạnh của tuổi trung niên. Và tuổi trung niên muốn cạnh tranh với trẻ thì cũng phải không ngừng học hỏi những cái bước tiến của thời đại. Còn giới trẻ thì phải học hỏi từ tuổi trung niên cái cách đối mặt với sự việc. Có một câu mà ba em luôn hay nói với em, ở tuổi trung niên rồi thì sống cũng bớt bất ngờ trên hàng cây đứng tuổi. Và em nghĩ đó là một cái câu rất là hay. Nếu sau này ở tuổi trung niên thì em có thể hướng theo đó. Xin nhờ các sếp hãy cho em biết bình chọn của các sếp. Các sếp hãy chọn ra đâu là ứng viên xứng đáng bước vào vòng chinh phục. Và chúng tôi xin mời hai ứng viên hướng mắt lên màn hình để theo dõi kết quả bình chọn của các sếp và người dẫn chương trình. Xin mời. Năm trên bảy sếp đã chọn cho bạn Đỗ Văn Biên, và hai
trên 7 xếp chọn bạn Trần Vĩnh Nghiêm. Với kết quả này đồng nghĩa là bạn Đỗ Văn Biên đủ điều kiện để bước vào vòng chinh phục. Hôm nay coi như là mình cũng có cho mình một chút bài học và hy vọng nó sẽ mở cho em cơ hội trong thời gian tới. Nghiêm ơi, anh sẽ có thể trao đổi thêm với em một tí xíu về cái công việc ở sau chương trình này. Bởi vì anh cũng có nhắm một cái vị trí cho em, nhưng mà anh không biết là đó có phải là định hướng của em và cái điều mong muốn của em hay không. Nhưng nó sẽ cực, nó sẽ vất vả giai đoạn đầu và rồi em sẽ có thành quả tốt. Anh hy vọng là ra sau chương trình anh em mình sẽ có một buổi gặp nhau và anh xem thử coi là tụi mình có được điểm chung để làm việc với nhau hay không. Dạ, em cảm ơn sếp Tiến ạ. Được biết sếp Tiến không chỉ trong ngành giải trí mà còn về cái mảng làm đẹp, sắc đẹp và mỹ phẩm nữa. Khi mà sếp Tiến offer cho mình một cái offer ngoài chương trình thì mình cảm thấy rất là vui và mình nghĩ đó là một cái cơ hội để cho mình phát triển bản thân mình trong thời gian sắp tới. Cảm ơn sếp Tiến, như vậy là vẫn có cơ hội và xin chúc mừng em lần nữa. Vâng. Với 5 trên 7 phiếu bình chọn, bạn Đỗ Văn Biên đã xứng đáng bước vào vòng chinh phục. Và bạn Biên đã giành chiến thắng thuyết phục với phần tranh biện của mình, nên bạn đã đến với chiếc vali này. Chiếc vali này sẽ nhận sự gửi gắm mức lương kỳ vọng của bạn. Xin mời bạn nhập mức lương kỳ vọng của mình vào đây. Mức lương của bạn đã được gửi lên hệ thống và mức lương này là bí mật chỉ tôi với bạn biết. Bây giờ bạn quay trở lại sân khấu để chinh phục các sếp. Mời bạn. Anh thấy kinh nghiệm của em chủ yếu là ở việc quản lý các cửa hàng bán lẻ. Dạ vâng. Nhưng mà anh thì từ lâu rồi không còn phát triển cái hệ thống cửa hàng bán lẻ nữa. Dạ vâng. Cho nên là anh xin phép anh bấm đèn đỏ với em trước. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Em mong muốn làm quản lý khu vực là khu vực nào? Dạ em có thể làm ở bất cứ khu vực, ở vị trí địa lý nào cũng được ạ. Vì bản chất công việc của em từ trước giờ gần 10 năm qua là em cũng hầu hết là đi làm ở xa nhà, ở các tỉnh thành khác nhau. Nên em sẵn sàng có thể đi công tác và làm ở các tỉnh xa đều được ạ. Nhưng mà gia đình em sống ở đâu? Hiện tại là gia đình em là đang sống ở Nam Định ạ. Còn em là đang làm việc tại Hà Nội ạ. Anh thì rất thích cái phần tranh luận của em ở vòng 1. Tuy nhiên thì anh thấy là em chủ yếu có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ thì nó lại không phải đúng cái ngành nghề mà công ty anh đang kinh doanh. Anh cũng nhận thấy là có lẽ em sẽ phù hợp hơn với bán lẻ của anh Linh hay là của chị Lan. Nên là anh cũng xin lỗi em, anh dành nút đỏ cho em. Thì em cũng có chia sẻ một chút là từ trước giờ kinh nghiệm của em chủ yếu về bán lẻ, nhưng thực tế là em có những kỹ năng quản lý và đào tạo nhân sự. Và nên em tin là kể cả em có làm theo những cái mô hình quản lý về doanh nghiệp hay B2B thì em nghĩ là em sẽ học hỏi và làm tốt được ạ. Em có thích bán về thức ăn chăn nuôi không? Dạ em hiện tại thì em chưa có kiến thức và chưa tìm hiểu về ngành đấy. Nhưng em tin với những cái kinh nghiệm của em từ trước đến giờ thì bất kể những cái ngành mới nào em cũng sẽ học hỏi nhanh và có thể làm tốt. Trước đây em chủ yếu làm bên bán lẻ điện máy và đồ công nghệ. Nhưng thực tế gần đây là em đã chuyển qua một công ty về thực phẩm nhập khẩu và em cũng đã hòa nhập rất là nhanh và đã đem lại kết quả cho công ty rất là tích cực. Với mô hình của bên thức ăn chăn nuôi ấy, thì gần như là người ta giao cho bạn một khu vực. Vâng. Bạn phải tự tuyển quân và tự nuôi quân trên cái đồng lương doanh số mà người ta đã trích lại cho các bạn. Vâng. Thì làm như vậy nó như là mình đang là một doanh nghiệp startup ấy. Thì bạn có muốn làm một cái mô hình từ thức ăn chăn nuôi như vậy không? Em có hiểu về cái vị trí và mô hình công việc như vậy và em nghĩ là em cũng vẫn sẵn sàng làm. Với em thì mỗi công việc mới, mỗi ngành nghề mới nó cũng sẽ cho mình cái cơ hội để mình giỏi thêm, mình biết thêm nhiều mảng để sau này mình có nhiều cơ hội ở những cái công việc tốt hơn và có thể hòa nhập ở bất kể các doanh nghiệp nào. Em là sẽ muốn là làm quản lý một khu vực nhưng ở trên có giám đốc hay là muốn độc lập là một giám đốc một khu vực luôn? Nếu có thể thì em mong muốn được độc lập là một khu vực và có thể làm vị trí giám đốc của khu vực đó luôn được. Thì em chia sẻ thêm cái công việc hiện tại của em là cách đây từ đầu tháng 7 thì em đã vào chuyển sang một công ty mới. Em đang làm vị trí quản lý khu vực cho một công ty chuyên về thực phẩm nhập khẩu và các loại gia vị nhập khẩu. Thì hiện tại em đang làm quản lý khu vực của hai quận tại Hà Nội với số lượng cửa hàng là 23 cửa hàng với số lượng nhân sự rơi vào khoảng 60 bạn. Và hiện tại sau gần 4 tháng vào làm việc tại công ty đó thì em đang phát triển thay đổi hoàn toàn cái doanh thu và cái sự ổn định của cái khu vực vậy. Trước khi em đến thì cái khu vực đấy thì nó cũng nằm trong top yếu kém của công ty, cả về doanh thu, về cái sự ổn định của nhân sự các thứ. Nhưng hiện tại sau 4 tháng em làm việc thì mọi thứ đã thay đổi rất là tích cực. Thậm chí là doanh thu em đã đưa khu vực lên top 2 của cái toàn hệ thống rồi. Cho tôi hỏi là trong 4 tháng từ tháng 7 đến tháng 10 mà bạn Biên nói rằng là bạn thay đổi rất nhiều những thứ và phát triển được rất nhiều thứ chỉ trong 4 tháng đấy, mà nó chỉ xoay quanh đúng một thứ là về con người, hay là bạn còn làm những cái gì khác nữa?
Dạ, cái con người là cái ưu tiên số 1 của em. Ngoài ra thì em làm thêm những cái khác. Thứ nhất là về rà soát lại về hàng hóa, về những cái hình ảnh, những cái nhận diện của cửa hàng. Đấy là những cái cơ bản nhất. Tiếp theo là em cũng đã sắp xếp lại nhân sự cho nó ổn định và đào tạo các bạn những cái kỹ năng làm sao mình có thể bán hàng và chốt đơn hiệu quả nhất. Từ đó là cái doanh thu của các cửa hàng nó sẽ tăng dần qua từng tháng. Cái quan trọng nhất thì vẫn theo em vẫn là yếu tố con người. Cái sự quan tâm và tập trung tại cửa hàng của nhân sự ấy, có quan tâm đến những cái triển khai công ty hay không, có nỗ lực vì mục tiêu chung hay không, thì lúc đấy nó mới có kết quả hiện ra. Em mới chuyển sang bên cái công ty mới từ tháng 7. Dạ vâng. Bây giờ em muốn chuyển tiếp thì liệu nó có fail? Các sếp có thể nhìn CV của em thì từ trước giờ em không có thói quen nhảy việc. Gần như là cái công việc đầu tiên của em đến công việc thứ hai là do hai công ty đấy sáp nhập MA với nhau. Nên gần như em hiện tại gần 10 năm qua là em chỉ tập trung cho một công ty đó. Và đến thời điểm này thì em thấy cái sự cống hiến của em cũng khá là dài rồi. Và em cần một cái sự bứt phá cho bản thân mình. Nhưng mà hiện tại nếu mà em tìm thấy một cái công việc phù hợp hơn với mình và em có thể đóng góp được năng lượng và những cái kinh nghiệm của mình cho doanh nghiệp các sếp thì em sẽ sẵn sàng ạ. Một câu hỏi nữa là em phụ trách 2 quận, lúc anh chưa nghe là bao nhiêu nhân viên nhỉ? Em phụ trách 2 quận Hà Đông và Nam Từ Liêm với số lượng 23 cửa hàng và hiện tại nhân sự khoảng hơn 60 nhân sự ạ. Tức là công ty đó là có cửa hàng riêng của mình? Chuyên về chuỗi cửa hàng bán lẻ ạ. Hiện tại ở Hà Nội nó đang có 120 điểm. Thế thì nó cũng hơi khác đi một chút. Vẫn có khác biệt về ngành em ạ. Ngành của anh và anh Dũng đang kinh doanh là FMCG tiêu dùng nhanh, sẽ không có những cái điểm bán lẻ như vậy. Em hiểu cái đấy sẽ có một sự khác biệt nhất định, nhưng em cũng đã tìm hiểu qua về cái mô hình mình gần như là phân phối cho các doanh nghiệp, các đại lý. Và như em chia sẻ thì em có kinh nghiệm, có kỹ năng gần 10 năm nay về quản trị nhân sự, về đào tạo phát triển nhân sự và về quản lý những kinh doanh và phát triển những cái doanh thu cho hệ thống, thì em nghĩ em hoàn toàn có thể làm được công việc vậy. Bạn mất bao lâu để hiểu sản phẩm của mình, hiểu sản phẩm của cái doanh nghiệp mới này của mình? Dạ vâng. Thì cái công việc mới hiện tại thì em khi em vào thì em mất khoảng 20 ngày đầu để tìm hiểu sản phẩm và hòa nhập với công ty ạ. Thì sau đó thì em đã tìm luôn được ra cái vấn đề của cái khu vực mình quản lý, nó đang gặp ở vấn đề gì, nguyên nhân từ đâu. Thứ nhất là về nhân sự nó đang rất là không ổn định. Thứ hai là về những cái hình ảnh hàng hóa tại cửa hàng, những cái nhận diện đơn giản nhất thôi, các bạn không duy trì. Thứ ba là cái sự quan tâm của nhân sự ở cửa hàng ấy. Các bạn cũng gần như không có sự quan tâm đến cái việc bán hàng, đến phục vụ khách hàng là mấy. Nên khi em phát hiện những cái vấn đề cơ bản như vậy thì khi vào là em đã thay đổi nó luôn. Sau đó thì kết quả nó đã thay đổi tích cực hơn rất là nhiều trong mấy tháng gần nhất ạ. Bạn có một đoạn đó nói rằng là bạn đã lên được kịch bản bán hàng cho nhân sự ở đây. Dạ vâng. Để gia tăng được, tôi không biết là để tăng thêm được sản phẩm trên một cái bill hay là để bạn kéo được khách ra cửa hàng, vì tôi chưa hiểu rõ lắm về hành vi những khách hàng ở đây. Thế thì dạ vâng. Biên có thể nói rõ hơn về hành vi của họ như thế nào được không? Dạ vâng, thì cái sản phẩm bên em đang kinh doanh ấy, thì là cái sản phẩm hàng thực phẩm nhập khẩu, nên giá trị nó sẽ cao hơn cái sản phẩm hàng nội địa. Tệp khách hàng là cũng là những cái tệp khách hàng có mức thu nhập ở mức khá trở lên, nên cái sự đòi hỏi của khách hàng về chất lượng sản phẩm, về phục vụ khi được đến cái cửa hàng ấy, nó sẽ cao hơn những tệp khách hàng kia. Nên em đã đào tạo cho nhân viên của mình, thứ nhất phải có kỹ năng tư vấn bán hàng cho khách hàng thật là tốt, thứ hai là phải để ý đến cái thái độ phục vụ khách hàng, và từ đó chúng ta có thể khai thác thêm, bán thêm kèm những cái sản phẩm để mình tăng giá trị build lên, để mình kéo cái doanh thu tổng lên ạ. Mình có thể có một ví dụ cụ thể về một cái kịch bản mà mình đào tạo được không? Kịch bản cụ thể ví dụ như khách hàng vào muốn mua một khay thịt bò về để ăn nẩu, em sẽ cho nhân sự ra tư vấn khách hàng làm sao cái sản phẩm khách hàng đang tìm kiếm nó có những cái mẫu mới này đang được khuyến mại với giá trị như này. Sau đó mình sẽ tư vấn thêm cho khách hàng một số những sản phẩm ăn kèm. Ví dụ khách hàng đang muốn mua thịt ba chỉ, mình tư vấn thêm những cái sản phẩm như gầu, bò hay vai hay là bắp để khách hàng có nhu cầu khách hàng sẽ mua thêm. Thứ hai là bán những cái sản phẩm đi kèm ví dụ như nước cốt lẩu hay là những cái viên thả lẩu để phục vụ cho cái bữa ăn của khách hàng. Sau đó thì mình có thể tư vấn thêm những cái sản phẩm trái cây mình đang bán hàng nhập khẩu để cho khách hàng dùng tráng miệng sau mỗi bữa ăn. Một ngày chúng ta 10 khách hàng mình tăng được giá trị như vậy thì hàng ngày chúng ta doanh thu sẽ cao lên và hàng tháng cái doanh thu nó sẽ cao lên rất là nhiều. Đúng là một người thực chiến nên là khi mà sếp Linh hỏi thì bạn ấy cũng đã biết rõ cần phải trả lời như thế nào. Và sếp Linh đã bật đèn xanh. Xin chúc mừng bạn Đỗ Văn Biên. Bạn đã đủ tiêu chuẩn để bước vào vòng cơ hội cho ai. Xin chúc mừng bạn. Tôi muốn apply bạn vị trí giám đốc vùng của công ty thức ăn chăn nuôi gia súc. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Như bạn mong muốn là bạn muốn độc lập. Cái này hơi cá nhân một chút, nhưng mà là bạn Biên có kế hoạch về lập gia đình trong tương lai gần không? Hiện tại em đang ưu tiên tập trung phát triển sự nghiệp trước. Còn về vấn đề gia đình thì em sẽ là trong tương lai xa hơn.
Thế nếu bây giờ mà mình phải chuyển công tác vào miền Trung thì mình có đồng ý việc đấy không? Như em chia sẻ rồi, trước giờ em đi làm xa nhà rất là nhiều. Hiện tại thì em đang làm một công việc ở Hà Nội và chỗ ở đang tại Hà Nội. Thì em cũng vẫn mong muốn và ưu tiên nếu được công việc tại Hà Nội thì là tốt nhất với em ạ. Còn nếu trường hợp mà phải di chuyển xa, ví dụ như vào miền Trung, thì em sẽ cân nhắc về cái công việc này và cái cơ hội phát triển của mình nữa, chứ không riêng gì chỉ là cái thu nhập hàng tháng. Em mong đợi là nếu em phải đi làm xa như vậy thì em sẽ có những cái cơ hội gì để phát triển sau này. Kế hoạch ngắn hạn của em trong vòng 2 đến 3 năm tới thì sẽ như nào? Bây giờ thì các sếp hãy cụ thể hóa những offer đấy bằng những con số và làm sao đấy để chúng ta có thể gặp được nhau, vì tôi tin rằng đây là một ứng viên rất tốt, rất phù hợp cho việc là đảm đương những thị trường mới, những công việc mới, những vùng mới và khai phá cũng như là xây dựng chuỗi cửa hàng. Hãy đưa một mức lương xứng đáng để đừng vuột mất ứng viên của chúng tôi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hồi hộp chờ đợi xem mức lương kỳ vọng của bạn Biên muốn gửi đến các sếp là bao nhiêu. Xin mời mức lương kỳ vọng của bạn Biên. $25 triệu. Và bây giờ chúng ta cùng hồi hộp mở dần những offer. $23 triệu. Đó là offer từ sếp Nguyễn Lê Vũ Linh và vị trí là quản lý khu vực miền Trung. 23 triệu, tức là thấp hơn cái mức bạn kỳ vọng là 2 triệu. Chúng ta vẫn còn một offer nữa. Xin mời offer tiếp theo. $27 triệu. Đến từ sếp Ngọc Lan và vị trí là giám đốc vùng công ty thức ăn chăn nuôi gia súc và mức lương là $27 triệu, đồng nghĩa với việc là đã vượt qua mức lương kỳ vọng của bạn. Như vậy là có cơ hội để chúng ta có thể chốt được điều này. Xin mời bạn trở lại sân khấu để trao đổi thêm với sếp Lan. Xin mời bạn. Và lần đầu tiên cho em xin cảm ơn sếp Lan đã dành sự ưu ái cho em. Thì em có một câu hỏi là cái vị trí này em sẽ làm việc tại đâu ạ? Và dưới câu hỏi thứ hai là ở dưới bên em có đội ngũ nhân viên kinh doanh chưa hay em phải xây dựng từ đầu ạ? Trụ sở của nhà máy thức ăn chăn nuôi là tại Hà Nam. Bộ phận kinh doanh thì thường một tháng có một ngày quy định về để họp. Còn cái cách mà như tôi nói là họ sẽ giao cho các bạn một khu vực thì chắc là bạn sẽ bàn với tổng giám đốc ở dưới đó để xem là bạn sẽ thích vùng nào. Và cái cách của họ là sẽ tính hết cả cấp xe ô tô cho bạn hay là kinh phí như là một business ấy. Và họ sẽ là người cung cấp cho bạn hệ thống cũng như là dịch vụ mọi cái để bạn vận hành và bạn tự quản quân hay là có quân mà họ giới thiệu sang thì hoàn toàn có thể chọn. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Vâng ạ, và đấy là những phần trao đổi của bạn. Bạn có chốt deal này luôn không? Dạ. Và em đồng ý với deal này ạ. Xin chúc mừng sếp Lan và xin chúc mừng bạn Đỗ Văn Biên. Như vậy là thêm một điều nữa được chốt, thêm một người nữa đã tìm được công việc, thêm một sếp nữa đã tìm được ứng viên của mình. Cảm xúc hiện tại của mình rất là vui khi đã được nhận được một offer từ sếp Lan. Và hiện tại mình cũng chưa kịp báo tin vui này cho gia đình. Lát nữa mình sẽ về và báo tin vui cho người thân của mình ngay. Để được ngồi ở đây ngày hôm nay và có kết quả thành công như hôm nay, mình đã cảm thấy rất là vui sướng và đã thấy bản thân mình đã thay đổi tốt hơn rất là nhiều và hy vọng trong thời gian tới mình sẽ có những cái bước đột phá hơn trong sự nghiệp của mình. Cái vị trí công việc mới thì theo mình nó sẽ có những cái thách thức rất là lớn. Tuy nhiên mình đã chuẩn bị cái tâm thế của mình khi tham gia chương trình là mình đã sẵn sàng thay đổi và sẵn sàng bứt phá ở bất kể cái lĩnh vực nào bằng những cái trải nghiệm và kinh nghiệm của mình đã có. Thì mình tin với bất kể lĩnh vực hay công việc nào thì mình sẽ tập trung làm hết mình và chắc chắn là sẽ có thành quả. Và thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức ký thỏa thuận hợp tác ạ. Và xin chúc mừng bạn Biên. Vâng. Chúc mừng em.
Vâng, xin chúc mừng các sếp và xin chúc mừng ứng viên. Chúng ta đã có một phần chốt deal rất kịch tính, nhưng cuối cùng thì cũng là một kết thúc có hậu rất đẹp, đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Cơ hội cho ai. Chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục lên sóng vào thứ 6 tuần sau lúc 20:30 trên VTV3. Quý vị đừng bỏ lỡ. Xin chào và hẹn gặp lại vào tối thứ 6 tuần sau. Hãy đón xem Cơ hội cho ai mùa 5 phát sóng vào lúc 20:30 thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV3 và 21:30 trên kênh YouTube Alo Media Entertainment. Bạn có đồng ý với quan điểm ngày nay ngoại hình cũng quan trọng như kỹ năng và bằng cấp? Ngoại hình không có nghĩa là các bạn phải đẹp như hoa hậu, mà các bạn chỉ cần là có một ngoại hình ưa nhìn, cách ăn mặc chỉnh chu. Cái sự chăm sóc về ngoại hình nó cũng là một cái yếu tố nói lên văn hóa chuyên nghiệp trong doanh nghiệp. Ngoại hình nó quan trọng là nó phải đúng với cái hình dung của xã hội về cái nghề nghiệp của mình. Theo em thì xu hướng ngày nay là tạo sự khác biệt về ngoại hình sẽ nhiều hơn. Sẽ thiên hướng là phát triển và thể hiện cái phần kỹ năng và bằng cấp của mình nhiều hơn. Để mà đẹp được cũng phải là học nhé. Nên là tôi đánh giá cao cái phần trả lời của bạn Yến. Hai em mới nói về việc là chúng ta có đủ hết là tốt. Thường để so sánh là cái này có được như cái kia thì chúng ta phải lựa cái này và bỏ cái kia.